Đặng Văn Tới. Văn Tới đang thi đấu cho Hải Phòng theo bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Hà Nội. Và kể từ khi về với Sơn Lạch Tray, Văn Tới có một vị trí chính thức ở hàng phòng ngự của đội chủ Sơn Lạch Tray. Anh học trò cũ của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đầu tiên đã trôi qua và những phút vừa qua bóng chủ yếu được đội chủ nhà phát triển theo hướng tấn công bên phía cánh phải. Empande chuyền vào không đúng địa chỉ. Gia Lai cũng không thể thực hiện một pha phản công nhanh. Sẽ có quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Tình huống phạm lỗi của Bảo Toàn. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại trên băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau khi ông vừa tham gia một khóa học, một mô đun học trong khóa học lấy bằng pro của AFC tại Nhật Bản. Trước đó huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã vắng mặt ở hai vòng 15 và 16. Tuấn Linh vừa rồi đã phán đoán tình huống tốt và ôm một gọn bóng. Hữu Tuấn, Minh Vương, Lê Văn Sơn. Tuấn Anh. Tuấn Anh. Washington Brandao. Vẫn là Brandao. Rất nguy hiểm. Ngô Đình Triều đã phải bay người đẩy bóng. Rất quyết liệt giữa Mauricio và Jus và Jordan Rimario. Chúng ta yêu cầu cao thủ Hải Phòng thực hiện lại pha đá phạt. Ở đợt tập trung đội tuyển thi đấu hai trận giao hữu quốc tế vừa qua, câu lạc bộ Hải Phòng đóng góp Châu Ngọc Quang, cầu thủ đang được Hoàng Gia Lai cho Hải Phòng mượn. Ngọc Quang đã được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong 11 trận đấu với đội tuyển Singapore. Rất nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Khung thành của Hoàng Gia Lai đã rung chuyển sau cú đá dốc căng vừa rồi. May mắn đã đứng về phía đội khách sau pha dứt điểm của Triệu Việt Hưng. Sau đó thì đã có một tình huống va chạm giữa Việt Hưng và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Tuấn Linh lúc này vẫn đang bị đau. Đó là lời cảnh báo cho hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Hầu như tất cả những pha bóng đáng chú ý nhất của câu lạc bộ Hải Phòng từ đầu trận đều xuất phát từ bên phía cánh phải. Ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Để đã thực hiện pha căng ngang thuận lợi cho Triệu Việt Hưng băng vào khung giả cú sút rất căng làm rung chuyển khung thành của Hoàng Gia Lai là chân sút Gordon Rimario, một người đã từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, một cầu thủ đang là cầu thủ của Anh Gia Lai, đã làm nên một pha bóng đáng chú ý nhất từ đầu trận. Đội khách. Hữu Tuấn. Lên rồi.
của Moses Uloya. Pha tranh chấp trong vòng cấm. Phải xác định không có lỗi của Mauricio Barbosa với Romario ở tình huống này. Đây cũng sẽ là một cuộc đối đầu thú vị giữa hai cầu thủ tiền vệ đội chơi hào hoa kỹ thuật. Một giữa sân, Tuấn Anh bên phía Hoàng Gia Lai và Hải Huy bên phía Club Hải Phòng. Cũng rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi mà Hải Huy ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua cùng với Triệu Việt Hưng không được góp mặt. Hải Phòng chỉ đóng góp Châu Ngọc Quang. Một tình huống xử lý không tốt của hậu vệ bên phía Club Hải Phòng, nhưng rất tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai ở tình huống sau đó. Công Vượng đã thực hiện đường truyền không đến được vị trí của Bruno Henrique. Dàn cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai vừa trở về sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa rồi gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Nhân, Tuấn Anh, cả Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội khách ở trận đấu này. Như chúng ta đã biết, Xuân Trường vẫn chưa khỏi ốm. Randall. Bruno, Lê Văn Sơn, phản góc cho đội khách. Công Phượng, pha đỡ bóng của thủ môn Đình Triệu. Vẫn còn. Như vậy thì bóng đã trở lại với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Lê Văn Sơn. Văn Sơn ngày hôm nay đang được huấn luyện viên kia thì sang bố trí đá ở vị trí trung vệ lệch trái. Vị trí không còn quá xa lạ với Lê Văn Sơn. Và đưa bóng vào là khá nguy hiểm của Công Phượng. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Kính máy quay đang hướng đến cái đầu của Mauricio và Bruno. Đánh đầu. Pha nhảy lên không chiến là của Mauricio. Trung vệ cao tới 1m98. Đã có va chạm xảy ra giữa Mauricio và thủ môn Đình Triệu và cả hai đều đang bị đau. Trong những tình huống như này thì không có gì tốt hơn là hướng trái bóng lên cái đầu của Mauricio. Phong độ của câu lạc bộ Hải Phòng trước khi bước vào trận đấu này là tốt hơn hẳn so với Hoàng Anh Gia Lai. Họ vừa trải qua 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. Trước khi bước vào giai đoạn nghỉ vừa qua, câu lạc bộ Hải Phòng đã bị ngắt mạch thắng với trận hòa không đều trên sân của Topelec Bình Định.
dù bị ngắt mạch thắng nhưng trận hòa không đều trên sân Quy Nhơn vẫn được coi là một kết quả rất khả quan. Khi mà Top Lane Bình Định cũng đang là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất tại V-League vào lúc này. Bình Định cũng chính là đội bóng đang xếp ngay phía trên câu lạc bộ Hải Phòng trên bảng xếp hạng nhiều hơn chỉ số phụ. Rất tốc độ Công Phượng. Vẫn là Công Phượng rất nỗ lực. Bruno đang di chuyển bên phía trái. Công Phượng. Công Phượng hơi ham. Công Phượng hoàn toàn có thể phối hợp với các đồng đội đang dâng lên. Có tới 3 cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai cũng đang dâng lên và đứng ở vị trí khá thuận lợi để hỗ trợ cho Công Phượng. Cơ hội đã trôi qua với đội khách. Ba trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai đang là Lê Văn Sơn, Hữu Tuấn và Mauricio Barbosa. Trong những thời điểm Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn ở hàng phòng ngự thì họ không có được bộ ba trung vệ tốt nhất, thì Lê Văn Sơn vẫn được huấn luyện viên Kia Thị Sắc sử dụng và cầu thủ này đã chơi tốt trong những thời điểm đó. Mauricio từ đầu trận đang theo kèm rất sát Gordon Rimario. Chân sút nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà Hải Phòng. Rimario lúc này vẫn không có đối thủ trong cuộc đua vừa phá lưới ở V-League. Đã có 12 bàn thắng sau 16 vòng đấu. Hơn người đứng thứ hai Giovanni Magno của câu lạc bộ Viettel tới 5 bàn. Hải Huy. Và triển khai bóng bên phía cánh trái của đội chủ nhà. Trần Bảo Toàn đang được huấn luyện viên Kia Di Sắc bố trí đá thay vị trí của Vũ Văn Thành bên hành lang cánh phải. Rất bình tĩnh. Lê Văn Sơn. Washington Bradau để mất bóng khá nguy hiểm. Joseph Mpande đã trở lại với cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Thì bây giờ lại là cao thủ Hải Phòng. Liên tiếp là những tình huống xử lý lỗi của cầu thủ đôi bên. Văn Toàn. Tốc độ của Văn Toàn. Bàn thắng đầu tiên sau hơn 5 năm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam vào giữa tuần vừa qua. Trong trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho Văn Toàn khi trở lại trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn sẽ là Công Phượng thực hiện quả đá phạt cho đội khách. Công Phượng. Bóng được rót đến cột 2. Cú dứt điểm sau đó của Bảo Toàn không tốt.
sau của Hải Huy. Hữu Tuấn. Tuấn Anh. Bảo Toàn. Minh Phương. Hữu Tuấn. Lê Văn Sơn. Các bạn tới theo rất sát Washington Brandao. Không phải Văn Tới mà đó là số 17 Trung Hiếu. Joseph Mpande. Cắt bóng của Lê Văn Sơn. Và bật tường không tốt của Công Phượng với Tuấn Anh. Sau khi mất bóng, Công Phượng đã đuổi theo và phạm lỗi từ phía sau với Gordon Rimario. Vào buổi chiều và tối mai sẽ diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 17. Đó là các cuộc đọ sức giữa Đông Á Thanh Hóa gặp Top Eleven Bình Định, Nam Định đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó cũng là một trận đấu được coi là chung kết ngược, trận cầu 6 điểm. Trên sân Vinh Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp Viettel. Và tại hàng đấy là trận đấu muộn nhất giữa câu lạc bộ Hà Nội và BKMX Bình Dương. Quả phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Và phạm lỗi là của Hoàng Thái Bình. Minh Vương nhường lại quyền đá phạt cho Hữu Tuấn. Trần Bảo Toàn. Lê Văn Sơn. Minh Vương. Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng đã chơi tốt trong áo đội tuyển Việt Nam đợt tập trung vừa qua. Joseph Mpande phản công cho câu lạc bộ Hải Phòng. Moses rất tốt. Triệu Việt Hưng và chọc kè rất hay. Gordon Rimario đối mặt dứt điểm không vào. Đó là một pha bóng phản công khá mẫu mực của đội chủ sân Lạch Tray. Nhưng Rimario ở tình huống xử lý cuối cùng lại dứt điểm không tốt. Gordon Rimario đã phá bẫy Việt vị. Việt Hưng trước đó đã có pha xử lý rất hay. Anh thoát ra khỏi sự kèm cặp của cầu thủ Hoàng Gia Lai trước khi thực hiện được chọc khe cho Rimario di chuyển không bóng rất hợp lý. Nhìn pha dứt điểm của tiền đạo người Jamaica lại không tốt. Mauricio. Văn Toàn. Công Phượng. Yeah.
nhà là những người sở hữu những cơ hội tốt hơn. Đáng tiếc là Trương Việt Hưng rồi đến Gordon Rimario đã phung phí hai cơ hội rất tốt để có thể mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuấn Anh, Minh Vương, Soria vẫn là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất tại V-League hiện nay. Cầu thủ có phong độ cực kỳ ổn định suốt những năm vừa qua, dù khoác áo đội bóng nào đi chăng nữa. Quả tạt quá bổng. Cùng giờ với trận đấu này thì đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đang thi đấu trận thứ hai tại vòng chung kết châu Á 2022. Đây không khác gì là một trận chung kết với đội tuyển Futsal Việt Nam, và chúng ta lúc này đang dẫn Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Trung Hiếu, Moses, Joseph Mpande, vẫn là Mpande. Mpande thời gian qua cũng rất hay được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đẩy lên chơi tiền đạo để hỗ trợ thêm cho Gordon Rimario. Hữu Tuấn, Tuấn Anh, Mauricio, Minh Vương, Bruno, Tuấn Anh rất nhịp nhàng, Văn Sơn. Quả tạt bóng của Văn Sơn là hơi đuối. Minh Vương, Trần Bảo Toàn, Trần Minh Vương. Công Phượng sút xa. Tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Cú sút là của Công Phượng nhưng bàn thắng được ghi bởi Bruno Henrique. Một pha lập công có phần may mắn của Bruno. Cú sút của Công Phượng đã chạm vào người của Bruno đi đổi hướng và khiến thủ môn Đình Triệu mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể cứu thua. Đó là một bàn thắng khá bất ngờ. Khác với mọi khi, Công Phượng đã không quyết định dê bóng thêm ở trong tình huống này mà quyết định tung ra một cú sút từ rất xa. Bóng đã chạm vào chân của Bruno Henrique đuổi ngược và tạo ra bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Khi mà Đình Triệu phát hiện ra bóng bị đổi hướng và hướng đến khung thành thì đã quá muộn. Rất may mắn của Bruno Henrique. Đang phát tới Trung Hiếu. Đôi chút bất ngờ với bàn mở tỷ số vừa rồi của Hoàng Anh Gia Lai. Bởi trước khi có được bàn thắng này thì đội chủ nhà Hải Phòng là những người đã sở hữu nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng hơn. Nhưng rồi Việt Hưng và Rimario đã phung phí. Bóng đá vẫn luôn như vậy, không tận dụng được những cơ hội rất tốt thì sẽ phải trả giá. Bruno không kịp. Quay lại kìa.
Trung Hiếu. Khoảng cách giữa hai đội trước khi bước vào trận đấu này là 6 điểm. Nếu ra về với 3 điểm, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu hẹp xuống còn 3 điểm. Điều đó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho thầy trò huấn luyện viên Kirisak trong nỗ lực vươn lên vào top đầu của V-League. Họ sẽ tạm thời bỏ lại phía sau chuyện phòng độ không tốt trước khi bước vào quãng nghỉ vừa qua. Pha đá phạt nhanh, trọng tài Vũ Nguyên cũng yêu cầu đặt bóng thì hiện lại. Pha bóng là khá nguy hiểm. Trận đấu đã bước vào phút thứ 30 và Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bàn thắng may mắn của Bruno Henrique sau cú sút xa của Công Phượng. Đây là một cơ hội cho Hải Phòng. Có thể Việt Hưng sẽ là người thực hiện cú đá phạt này. Vị trí phù hợp với cái chân trái của Triệu Việt Hưng. Đứng trước bóng còn có cả Hải Huy và Đặng Văn Tới. Hải Huy là người dứt điểm. Bóng đi khá thiếu chính xác. Bruno Henrique, Lê Văn Sơn. Thực tế trên sân lúc này Hoàng Anh Gia Lai đang đá với 4 tiền đạo: Bruno, Văn Toàn, Washington Brandao và cả Công Phượng. Nhưng trong cách bố trí của huấn luyện viên Kirisak thì Công Phượng đang chơi lùi như một tiền vệ hậu công. Washington Brandao và Văn Toàn cũng di chuyển rất rộng, chỉ có Bruno Henrique là thực sự là một cầu thủ trung phong. Chưa cắm. Đứng lại, con lại. Lên dần. Hữu Tuấn. Lên dần. Mauricio. Công Phượng. Pha mở bóng rất thoáng. Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn là cầu thủ phù hợp hơn với vị trí chơi ở hàng tiền vệ hỗ trợ tấn công. Hữu Tuấn. Và xử lý mạo hiểm của trung vệ mang áo số 15. Suýt nữa cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng cướp được bóng trong sân Hữu Tuấn. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra với khung thành của Huỳnh Tuấn Linh nếu như điều đó xảy ra. Washington Brandao. Chuyền quá mạnh. Bóng vẫn trong sân, đó là nỗ lực của Công Phượng. Minh Phương quyết định lừa qua hậu vệ của đội chủ nhà, rất nguy hiểm. Bóng đi hơi bổng so với đà bật nhảy của Bruno Henrique. Nếu bóng tìm đến cái đầu của Bruno ở tình huống này thì
gần như chắc chắn bàn thắng thứ hai đã đến với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng đã bỏ trống. Hải Huy, Moses, hiếu lên, đi vào. Cơ hội. Cả Gordon Di Mario và Hải Huy đều không thể dứt điểm. Tình huống băng vào ngăn cản của Hữu Tuấn. Brandao, Bruno, Văn Toàn, Văn Sơn, Tuấn Anh, Trần Bảo Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh. Bruno. Và cắt bóng là của Trung Hiếu. Di Mario. Hữu Tuấn. Lỗi của Joseph Mpande với Minh Vương. Công Phượng. Hoàng Gia Lai đang phát huy khả năng kiểm soát bóng rất tốt của mình. Tiếp tục là pha cản phá của Trung Hiếu. Đường chuyền đến vị trí của Gordon Di Mario. Washington Brandao, Bruno, rất hợp lý, Minh Vương, Việt Vị. Moses Loya, Trung Hiếu. Đường chuyền khá khó hiểu của Đặng Văn Tới. Nhanh nhẹn và khôn ngoan của Văn Toàn đã được phát huy trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ cách đây ít ngày.
quả bóng hoàn toàn đã sử dụng tốc độ của mình để trừng phạt phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ. Bóng là Công Phượng. Công Phượng có thể dứt điểm từ tuyến 2. Tuấn Anh, Công Phượng, nỗ lực đưa bóng vào của Công Phượng, vẫn là Hoàng Gia Lai. Lê Văn Sơn phản công cho câu lạc bộ Hải Phòng. Gordon Rivario nhưng cũng rất khó rồi, cầu thủ áo vàng cũng đã lùi về rất nhanh. Bruno Henrique, đó là Bruno Bảo Toàn, nguy hiểm, dứt điểm, không vào, vẫn không vào. Lần này thì cột dọc đã đứng về phía câu lạc bộ Hải Phòng. Một pha bóng khá lộn xộn trước khung thành của thủ môn Đình Triệu. Tạt rất khó chịu từ cánh phải của Bảo Toàn. Thủ môn Đình Triệu đã nỗ lực cản phá và Bruno Henrique là người đã có cơ hội để thực hiện cú đá bồi, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội chủ sân Lạch Tray. Đã có hai lần bóng tìm đến cột dọc ở trong hiệp một trận đấu này. Lần đầu tiên thì may mắn đã đứng về phía Hoàng Gia Lai sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Triệu Việt Hưng vừa rồi. Cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ hai của Bruno Henrique. Thời gian của một trận đấu này không còn nhiều. Nếu như cú dứt điểm vừa rồi của Bruno giúp Hoàng Gia Lai dẫn 2-0 thì đội khách sẽ dễ đá hơn trong hiệp 2. Hải Huy và đánh đầu cản phá của Mauricio. Vẫn là Mauricio. Lần này là pha phạm lỗi của Joseph Mbappe. Là Moses Oloya. Trung Hiếu, Mbappe, pha bóng là của Minh Thường. Bùi Tiến Dũng. Hiếu
vào tường giữa Mbappe và Văn Minh. Nhưng Văn Sơn đã rất khôn ngoan. Moses, Trung Hiếu, pha đánh đầu pha bóng của Bảo Toàn, vẫn là cao thủ Hải Phòng. Hải Huy, tình huống cản phá phòng ngự tốt. Moses Oroya, Hải Huy, bóng đã được phá lên. Trung Hiếu quyết định sút xa. Tuấn Anh, Minh Vương, Lê Văn Sơn. Nguyễn Tuấn Anh, những giây thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và thời gian đá bù cho hiệp đấu thứ nhất là 1 phút. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Minh Vương, bắt việt vị. Đây cũng là thời điểm mà trận futsal giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út đã kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Và chúng ta đang dẫn đối thủ với tỷ số 1-0. Nếu giữ được chiến thắng, đội futsal Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết trong bảng đấu rất khó khăn. Công Phượng, sau khi Công Phượng thực hiện xong quả đá phạt này, trọng tài Vũ Nguyên Vũ sẽ nổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Và hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Một hiệp đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Chủ nhà Hải Phòng là những người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, lợi thế lại thuộc về đội khách sau 45 phút đầu tiên. Cú sút xa. Xin mời quý vị cùng trở lại với sân vận động Lạch Tray để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu ở vòng 17 giải vô địch quốc gia V-League 2022. Đọ sức giữa đội chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Thì một trận đấu này kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Kim Sắc không phải là đội bóng sở hữu nhiều cơ hội hơn đội chủ nhà và cũng không có thế trận vượt trội, nhưng lại là đội bóng đang có lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên với một pha lập công có đôi chút may mắn của Bruno Henrique. Cú sút xa bất ngờ của Công Phượng, đập chân Bruno đi đổi hướng.
Tiến thủ môn Đình Triệu không thể cản phá và đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Bruno Henrique sau đó cũng lại có một cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, nhưng cú dứt điểm của anh đập trông cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng sau đó đã tìm đến cột dọc ở những phút cuối hiệp 1. Trước đó thì câu lạc bộ Hải Phòng là những người có được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng lần lượt Triệu Việt Hưng rồi Gordon Ri Mario đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Như vậy là ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quyết định Hải Phòng có sự thay đổi cầu thủ, sự tấn công cho câu lạc bộ Hải Phòng bằng tung tiền vệ Châu Ngọc Quang vào sân, khoác áo đội tuyển Việt Nam ở tập trung vừa qua vào sân. Hơn so với cuộc đấu sân giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai là trận derby Thành phố Hồ Chí Minh giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận thống nhất. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, cầu thủ chủ nhà bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị, Di Mario. Một pha băng ra kịp thời của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh để ôm gọn bóng ngay trong chân của Gordon Di Mario. Từ những giây đầu tiên của hiệp 2, ngay trong pha bóng đầu tiên, câu lạc bộ Hải Phòng đã tạo ra một tình huống đáng chú ý. Chắc chắn là đội chủ nhà sẽ phải đẩy cao sự tấn công hơn ở trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau pha băng ra cản phá, Huỳnh Tuấn Linh đã bị đọng, đã va chạm với Gordon Ri Mario. Ở trận đấu lượt đi tại Pleiku, Ri Mario chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Hải Phòng. Trên sân Lành Chay thì lúc này câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã rút ngắn khoảng cách với câu lạc bộ Hải Phòng trên bảng xếp hạng xuống còn 3 điểm. Hữu Tuấn, Bùi Tiến Dũng, Joseph Mpande, Moses không được. Mpande không khống chế được pha bật tường của Moses Oroya. Những đội bóng vui nhất với kết quả trên sân Lạch Chay vào lúc này đó là câu lạc bộ Hà Nội và Topland Bình Định, những đội bóng đang xếp thứ nhất và thứ nhì ở V-League nhưng đang bị câu lạc bộ Hải Phòng bám sát. Bảo Toàn, Hữu Tuấn, Bruno Henrique, trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dũng, cặp trung vệ của đội chủ sân Lạch Chay là hai cầu thủ nội
Bùi Tiến Dung và Đặng Văn Tới. Empande, các có lỗi của Minh Vương. Jose Empande. Góc dành cho đội chủ nhà. Việt Hưng rất nguy hiểm, không vào. Một cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã đứng lót ngay ở cột gần và cản phá được bóng, nhưng đó là tình huống mà trọng tài đã bắt lỗi các cầu thủ Hải Phòng trước. Pandey, Tuấn Anh, Công Phượng rất thoáng. Trần Bảo Toàn, Văn Toàn, và đánh gót của Văn Toàn cho Bảo Toàn. Đang phát tới Trung Hiếu. Bùi Tiến Dũng, Thái Bình, Hoàng Thái Bình chuyển đến vị trí của Gordon Ri Mario. Vì vậy thì chân sút người Jamaica đã rơi vào thế việt vị. Hoàng Quang đã thi đấu hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore, nơi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0. Lỗi của Bùi Tiến Dung với Bruno Henrique. Vòng 18, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Viettel, trong khi sau trận làm khách tại Lạch Tray, Hoàng Gia Lai sẽ có hai trận sân nhà liên tiếp, đó là những trận tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. Công Phượng, Hữu Tuấn, giờ với trận đấu này trên kênh VTV5. Đài truyền Việt Nam đang gửi tới quý vị trận đấu ở vòng bảng chung kết phút sàn châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Cho đến lúc này, hiệp 2 của trận đấu đang diễn ra và đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn với tỷ số 1-0. Nếu giữ được chiến thắng, đội tuyển phút sàn Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa vào tứ kết. Ở lượt đấu cuối, chúng ta sẽ gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Mauricio, lúc này thì trận derby Thành phố Hồ Chí Minh giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn cũng vừa diễn ra. Trận cầu 6 điểm. Văn Toàn,
không vào. Đó là cơ hội dành cho Washington Brandao. Trung Hiếu, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Thái Bình. Bùi Tiến Dũng, Văn Tới, Ri Mario, Văn Toàn. Văn Toàn đi bóng đâm thẳng vào giữa phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng. Ngọc Quang, Empande, xoạc bóng của Hữu Tuấn, Châu Ngọc Quang, Hải Huy, Moses, Ngọc Quang. Châu Ngọc Quang đã vượt qua Bảo Toàn, Hoàng Thái Bình. Trong chân đội chủ nhà, Moses Soloya, Ngọc Quang, Thái Bình, Châu Ngọc Quang, Hải Huy. Lỗi của Tuấn Anh. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã không rút thẻ. Điểm đặt bóng nằm ngay sát vòng cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai. Đứng trước bóng là đội trưởng Hải Huy. Điểm thẳng về khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó là tình huống áp sát khung thành của Gordon Di Mario. Nhưng Mauricio đã có một tình huống bọc lót và cản phá thành công. Quả phạt góc dành cho đội chủ nhà. Tiếp tục là một quả phạt góc nữa dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Phản công, Văn Toàn. Joseph Empande. Empande và Hữu Tuấn. Rất nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp. Ở cuộc đấu thì Vinh Tuấn Linh là người đã giành chiến thắng. Và sau đó là một pha cản phá ngay trước khung thành để cứu thua của Mauricio. Sóng gió đã nổi lên trước khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Vương Tuấn Linh vẫn đang đứng vững. Chúng ta theo dõi lại pha bóng này. Đặt bóng rất lợi hại của Joseph Empande. Chối bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay, một lần là cột dọc, rồi là quả phạt phá xuất sắc của Huỳnh Tuấn Linh. Lại cho Hoàng Anh Gia Lai được lợi thế. Bruno Henrique, Washington, vẫn là Washington Brandao, không được.
này ở trận đấu Busan mà chúng tôi đang gửi đến trên kênh VTV5, đội tuyển Việt Nam đang dẫn Hàn Quốc 2-1. Chúng ta đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, nhưng chỉ ít phút sau Ả Rập Xê Út đã dẫn ngắn tỷ số xuống 1-2. Đấu đang diễn ra rất kịch tính. Tiến Dụng, Trung Hiếu, khống chế không thành công của Hải Huy. Moses Oloya, Epande, Ngọc Quang, Tiến Dụng, Đắc Văn Tới, Trung Hiếu. Minh Vương, Moses, chuyển khá tốt dành cho Châu Ngọc Quang, bóng được trở lại cho Moses. Epande và xử lý lỗi của Joseph Epande. Anh quá mải quan sát đồng đội xung quanh và có pha xử lý lỗi. Quả đá phạt lên dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu gặp nhau duy nhất giữa hai đội ở mùa giải năm ngoái trên sân Lạch Tray, Hoàng Anh Gia Lai đã vượt qua câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 2-0. Và lần gặp nhau cũng trên sân Lạch Tray mùa giải năm nay, cho tới lúc này Hoàng Anh Gia Lai cũng vẫn đang có được lợi thế. Ngọc Quang, Đặng Văn Tới, Moses Oloya, Rimario, rất nguy hiểm, không vào. Mặc dù đã bị lỡ chớn và có phần chơi với, nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh vẫn kiểm soát được trái bóng sau pha dứt điểm bằng đầu của Joseph Epande. Linh vừa rồi đã có một pha băng ra hơi lưỡng lự, vẫn kịp lùi về để bắt được quả bóng. Văn Toàn, Epande được chuyền ngang nhưng Châu Ngọc Quang cũng chưa sẵn sàng. Bảo Toàn, Công Phương, rất nguy hiểm. Randall vẫn còn. Quả tạt hướng tới cái đầu của Bruno nhưng
Bruno Henke đã không thể đánh đầu trúng bóng ở cú tạt bóng của Công Phượng. Văn Toàn rất nhanh, vẫn là Văn Toàn. Văn Toàn đã ngã nhưng trọng tài Vũ Nguyên Vũ không thổi phạt cầu thủ đội chủ nhà. Moses Oloya. Trung Hiếu. Châu Ngọc Quang, Em Pan Đề, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Tới. Hải Phòng đã đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Pha phóng lên của Bảo Toàn. Bruno đường truyền cho Văn Toàn. Thủ môn Đình Triệu đã phải bỏ khung thành để băng ra phá bóng. Nếu không thì một mình Bùi Tiến Dũng cũng khó có thể theo được Văn Toàn ở pha bóng vừa rồi. Ngay cả khi đẩy cao đội hình trên tấn công, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn luôn phải đề phòng những tình huống phản công của Hoàng Anh Gia Lai. Họ cũng luôn bố trí 2 đến 3 cầu thủ ở sân nhà để sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Để Hoàng Gia Lai sở hữu Văn Toàn, cầu thủ có tốc độ rất tốt. Bảo Toàn dứt điểm. Rimario. Tuấn Anh. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đường truyền cuối cùng lại vào chân Bùi Tiến Dũng. Hoàng Thái Bình. Châu Ngọc Quang. Moses Thái Bình. Đã có lỗi của Văn Toàn. Huấn luyện viên Kim Thị Sắc sẽ tung. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ vào sân số 23 Nguyễn Thanh Nhân. Ngay ở trong trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhân đã để lại dấu ấn rất lớn với cú dứt điểm đẹp mắt, ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Singapore. Đó là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng cả 6 cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển và tất cả đều đã để lại những ấn tượng nhất định. Trong đó Thanh Nhân và Khuất Văn Khang là những cầu thủ đã lập công ngay ở trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam. Nhân vẫn chưa thể vào sân, có lẽ là sau tình huống câu lạc bộ Hải Phòng thực hiện quả đá phạt. Đứng trước bóng lúc này đang là đội trưởng Hải Huy. Hải Huy. Hải Huy treo trái bóng tới cột 2. Huỳnh Tuấn Linh đã rất chủ động
nhảy lên và ôm gọn bóng. Huấn luyện viên Kiel Isaac sẽ thay hai cầu thủ liên tiếp chứ không chỉ một mình thay nhân. Cầu thủ còn lại sẽ được tung vào sân là A Hoàng. Trên sân lúc này một cầu thủ của Hoàng Gia Lai đang bị đau. Đó là Công Phượng. Thanh Nhân và A Hoàng sẽ vào sân. Chưa biết hai cầu thủ nào sẽ là những người rời sân. Trần Bảo Toàn là một trong hai cầu thủ rời sân. Cầu thủ số 82 A Hoàng vào sân. Và người rời sân thứ hai là Văn Toàn. Cầu thủ số 23 Nguyễn Thanh Nhân vào sân. A Hoàng sẽ chơi thay vị trí của Bảo Toàn. Thanh Nhân vào sân để thay Văn Toàn, nhưng tất nhiên sẽ không đá vị trí tiền đạo của Văn Toàn. Bộ ba trên hàng tấn công của Hoàng Gia Lai bây giờ sẽ là Công Phượng, Bruno và Washington Brandao. Công Phượng sẽ chơi hỗ trợ tấn công. Bùi Tiến Dũng. Hoàng Thái Bình. Moses Soloya. Có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 97 Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng rời sân để nhường chỗ cho 22 Nguyễn Phú Nguyên. Một trận đấu hơi kém may mắn của Triệu Việt Hưng. Đáng ra nếu gặp may, Việt Hưng đã có thể là người mở tỷ số trận đấu này cho câu lạc bộ Hải Phòng. Đường chuyền của Công Phượng. Đình Triệu. Đường chuyền về là của Phú Nguyên. Em Pan Đê. Tuấn Anh. Đường chuyền của Bruno Henrique cho Brandao.
Thành Nhân sẽ là người thực hiện quả ném biên. Bóng đã được phá lên. Hữu Tuấn. Và xử lý an toàn của Hữu Tuấn. Moses. Phú Nguyên. Moses Oloya. Hoàng Thái Bình. Và pha bóng lên của Công Phượng. Moses. Phú Nguyên. Thái Bình. Nguyễn Phú Nguyên. Bóng đến chân của Công Phượng. Tình huống mà Moses Oloya đã cản người không bóng để ngăn cản một tình huống phản công của Hoàng Gia Lai. Hoàng. Moses Oloya. Trung Hoàng Quang. Moses. Tuấn Anh. Công Phương. Đường chuyền xuống hơi sâu và bản thân Washington Brandao cũng chưa chủ động di chuyển để nhận pha chọc khe của Công Phượng. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này còn gần 15 phút nữa. Lúc này thì trận phút san giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hải Phòng có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 14 Nguyễn Hải Huy rời sân. Cầu thủ số 19 Lê Mạnh Tiếp tục là sự thay đổi cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Số 19 Lê Sĩ Minh sẽ được tung vào sân. Mình vào sân thay đội trưởng Hải Huy. Hải Huy đã thấm mệt. Công Phượng. Cầu thủ Hoàng Gia Lai pressing để cố gắng đoạt lại bóng này từ phần sân của đối phương. Đã có lỗi của Thanh Nhân. Thẻ vàng dành cho số 23 của Hoàng Gia Lai. Đây là trận đấu mà trọng tài Vũ Nguyên Vũ xử lý khá mềm mỏng với những tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Bùi Tiến Dũng. Văn Tới. Em Pandê. Xem em Pandé đã có tình huống phạm lỗi. Tay hơi thừa của Joseph Mpande đã văng vào mặt của Hữu Tuấn.
phút thứ 80. Số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh, Lê Văn Sơn, Joseph Empande, Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dũng, Trung Hiếu có thể sút xa, sút rất thiếu chính xác. Rất có thể chuỗi trận bất bại vừa qua của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bị ngắt đứt ở trận đấu ngày hôm nay. Bruno vắt tới Trung Hiếu, Tuấn đã theo kèm rất sát với Gordon Ri Mario. Trận đấu mà lối chơi của câu lạc bộ Hải Phòng không có nhiều đột biến, ngay cả Việt Hưng và Hải Huy cũng đều đã bị thay ra thì không thể hiện được thực sự nhiều điều. Lê Văn Sơn và bóng về rất nhanh và cản phá kịp thời, đó là Bùi Tiến Dũng. Vậy là ở trận Futsal đang diễn ra trên kênh VTV5, đội tuyển Futsal Việt Nam ở những giây cuối cùng của trận đấu đã có được bàn thắng thứ 3 để nâng tỷ số lên 3-1. Mọi chuyện đã chấm hết với đội tuyển Ả Rập Xê Út, trong khi đội tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết. Hoàng Thái Bình, Phú Nguyên và xử lý lỗi của Phú Nguyên. Joseph Empande, bóng chạm người của Lê Văn Sơn. Bùi Tiến Dũng đang bắt tới Ngọc Quang, Moses, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Thái Bình. Lối chơi không có nhiều biến hóa của các cầu thủ Hải Phòng, chúng ta triển khai bóng hướng đến vòng cấm địa rất dễ dàng bị cản phá, không đánh bại được thủ môn Đình Triệu. Washington Brandao đã có một pha tăng tốc mang lên và đối mặt với Đình Triệu, nhưng cú dứt điểm của anh là chưa đủ khó để đánh bại thủ môn của câu lạc bộ Hải Phòng. Rất khó hiểu các cầu thủ Hải Phòng vừa mất tập trung. Cầu thủ số 17 Phạm Trung Hiếu rời sân. Trung Hiếu rời sân để nhường chỗ cho số 2 Nguyễn Anh Hùng. Thêm một sự thay đổi cầu thủ nữa bên phía đội chủ nhà. Những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến cao nhất với những đường truyền thông minh
bên phía câu lạc bộ Hải Phòng là Triệu Việt Hưng và Hải Huy đều đã không còn ở trên sân vào lúc này. Moses. Trung Hoàng Quang đang phát tới. Thanh Nhân, Công Phượng, Nguyễn Thanh Nhân, Bruno, trận đấu vẫn tiếp tục. Không có lỗi, Bruno Henrique, Lê Văn Sơn, Bruno. Đường chuyền hơi sâu của Bruno cho Brandao. Hải Phòng rất khẩn trương. Trong một quang Di Mario, Joseph Mpande. Pha vào bóng của Thanh Nhân đi hết đường biên ngang. Sẽ có thêm một sự thay đổi cầu thủ. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 47 Cao Hoàng Tú, một cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Cao Hoàng Tú vào sân. Cao Hoàng Tú là cầu thủ sinh năm 2001, tức là năm nay mới 21 tuổi. Cao Hoàng Tú vào sân thay chính Bruno Henrique. Henrique cũng đã có dấu hiệu bị đau. Phạt góc dành cho đội chủ nhà rất nguy hiểm, và như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Pha lập công là của Gordon Rimario. Bàn thắng của Rimario đến sau và góc. Một lần nữa Rimario lại đi bàn vào lưới đội bóng cũ, giống như ở trận đấu vừa đi tại Pleiku, nhưng lần này là bàn thắng gỡ hòa 1-1. Tỷ số lúc này, câu lạc bộ Hải Phòng 1, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai 1. Bàn thắng 13 của Gordon Rimario tại V-League năm nay. Gordon Rimario lọt thỏm giữa rất nhiều cầu thủ áo vàng, nhưng anh vẫn đánh đầu tung lưới khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Joseph Mpande vẫn còn. Phú Nguyên, Di Mario rất nhanh. Di Mario đã ngã trong vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ xua tay. Công Phượng cơ hội phản công. Trận đấu đang diễn ra rất hay ở những phút cuối. Mpande, Trung Hoàng Quang. Và pha bóng của Mauricio. Hoàng Gia Lai đã duy trì lợi thế dẫn bàn cho đến những phút cuối. Một bóng tỏa sáng của Gordon Rimario khiến đội khách không thể giữ sạch lưới. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hữu Tuấn, Tuấn Anh,
Lê Văn Sơn. Tuấn Anh. Hữu Tuấn. Bóng đến chân cao thủ Hải Phòng. Di Mario đã thấy việt vị khi nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Ngọc Quang. Như vậy thời gian bù giờ cho hiệp 2 là 3 phút. Hữu Tuấn. Tuấn Anh. Đã có lỗi. Và phạm lỗi của Lê Mạnh Dũng. Đang đi thành phố Hồ Chí Minh giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn đã bước vào phút cuối hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0 đều. Joseph Mpande. Bóng lên chân Công Phượng. Việt vị. Đã có lỗi việt vị của Gordon Di Mario. Việt vị rõ ràng của Gordon Di Mario. Lê Văn Sơn. Đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Hoàng Gia Lai có lý do để tiếc nuối nếu như không giành chiến thắng ở trận đấu này. Họ đã duy trì lợi thế dẫn bàn cho đến tận phút cuối. Nhưng phút tỏa sáng của Gordon Di Mario mang về bàn gỡ hòa cho câu lạc bộ Hải Phòng. Công Phượng. Đã có pha phạm lỗi của Cao Hoàng Tú. Những giây bù giờ cuối cùng. Có lẽ đây sẽ là pha bóng cuối cùng trận đấu này. Nhưng nó chưa thể diễn ra và trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã nổi còi để kết thúc trận đấu tâm điểm của vòng 17 giải vô địch quốc gia Nai World V-League kết giữa thúc đội chủ nhà Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Một đều. Đấu trên sân Lạch Tray đã khép xin lại. Xin cảm ơn sự cầu thủ của cầu thủ một đều. Câu lạc bộ. Xin được cảm ơn. Hoàng Gia Lai có lý do để tiếc nuối vì họ không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Những phút cuối của trận đấu này, Gordon Di Mario đã một lần nữa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để mang về trận hòa và giữ lại một điểm cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng sau trận đấu này sẽ có 28 điểm và tiếp tục tạm thời đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hoàng Gia Lai cũng chỉ có thêm được 1 điểm và có lẽ không thể cải thiện được nhiều thành tích trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu này, Hoàng Gia Lai sẽ trở lại Pleiku để thi đấu sân nhà 2 trận liên tiếp. Đó là các trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An.
còn Hải Phòng sẽ làm khách của câu lạc bộ Viettel ở vòng đấu tới. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở